Sóc Hàng Nhiệt Độ Địa, chào các bác. Bây giờ là buổi trưa ngày 9 tháng 5 năm 2020. Em vừa về được một cái chiếc máy lọc không khí có chức năng hút ẩm và bù ẩm của hãng Daikin. Đây là con này gọi là máy chức năng 301 thôi nhé. Có cả chức năng hút ẩm này, chức năng bù ẩm và chức năng lọc không khí. Một con máy rất là hiếm mà đợt rồi rất là nhiều các bác đặt em mà không có máy. Cái con này em vừa về nó quá đẹp luôn ạ. À. Máy rất là mới nhé. Máy rất là mới các bạn. Đây con này có mã đây. MCZ65. Đấy, máy rất là mới luôn. Hôm rồi rất là nhiều bác đặt nhưng mà em cũng chẳng nhớ bác nào đâu vì là nhiều bác đặt quá. Con này thuộc lại xếp vào hàng tuyển chọn rất là đẹp đấy. Hàng long lanh cành đào luôn. Vỏ viết vẫn còn rất là mới. Đấy. Con này em bán là 5 triệu các bác nhé, giá 5 triệu. Các bác nào mà hôm trước có nhu cầu hỏi thì các bác nên liên hệ em. Con này thì công suất của nó thì các bác có thể dùng cho lọc cho phòng khoảng 40-45 m². Hút ẩm, chức năng đầy đủ, bảng điều khiển rất là nắm chức năng. Đấy. Máy quá đẹp rồi. Phải nói là cái con này thuộc xếp vào trong một trong những con lọc không khí về rất là đẹp. Các bác nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ nha. Giá 5 triệu, chưa có đổi nguồn, chưa có phí ship đâu ạ. Đấy. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Các bác mua thì đặt cọc trước cho em 500 ngàn, nhận hàng các bác thanh toán nốt. Cảm ơn các bác.